xin chào các bạn trong mình hỏi các bạn một câu nhé có phải ba thể động từ thể bi động thể sai khiến và thể bị động sai khiến đang là những điểm chết trong kiến thức tiếng nhật của các bạn không nếu có phải thì ngày hôm nay hãy cùng mình ngồi lại sắp xếp một lần một lần thôi nhé để biến những điểm chết này trở thành những điểm tự tin của các bạn mỗi khi gặp lại nó ở trong các bài thi bài đọc và thậm chí là chúng ta có thể mang ra được dùng để hội thoại hàng ngày luôn Ok. Và đây là một bài giảng mà mình đã rất là tâm huyết và cũng như là soạn rất là chi tiết trong từng cách dùng của nó. Thế nên là sau khi xem xong clip này nếu mà các bạn cảm thấy rằng là mình đã hiểu bài rồi thì nhớ đừng quên ấn like và để lại một comment rằng "Ôi cô ơi, em đã hiểu bài rồi nhá." Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhá. Trước tiên thì mình sẽ nói qua một chút về cái trình tự mà mình để trong clip ngày hôm nay sẽ gồm 5 phần. Phần đầu tiên là chúng ta sẽ tổng quan về cách chia của ba thể Thứ hai là chúng ta sẽ đi sâu chi tiết về thể bị động. Thứ ba chúng ta sẽ đi về thể sai khiến. Tiếp theo thứ tư là thể bị động sai khiến và cuối cùng mình sẽ thêm luôn cả một phần đó là phần bài tập để các bạn có thể ứng dụng về những kiến thức mà các bạn đã học cùng mình trong clip ngày hôm nay. Ok và các bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ thì cùng nhau mang vở ra để ghi chép lại luôn mọi người nhá thì trên màn hình mình sẽ để trước là thể bị động và thể sai khiến mọi người nhá. Các bạn cùng nhau nhìn cho mình xem là hai cái này nó khác gì nhau nhỉ? Cái khác rõ nhất đó chính là ở thể bị động đuôi của nó là rê đự, còn thể sai khiến sẽ là C đự đúng không nào? Mọi người nhớ cái đấy đầu tiên đã nhá. Bị thì là D còn sai C sai C bị D. OK. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào cách chia từng nhóm một nhá. Ở đây thì mình sẽ có một mẹo nhỏ để cho các bạn chia rất là đơn giản nhá. Các bạn hãy cho hết động từ chia theo thể nai cho mình Thể phủ định đi Được chưa nào? Ví dụ Kakimasu nhé Ừm, Bây giờ thể phủ định của nó là gì nhỉ? Kaka này Chúng ta có kaka rồi đúng không nào? Và bây giờ ở bị động vừa nãy đuôi là gì nhỉ? Rê đự các bạn nhé vào cho mình Kaka rê đự Ok chưa? Thế còn sai khiến xê đự sẽ là kaka xê đự Được chưa nào? Dễ mọi người? Để tiếp tục nhá Ví dụ một động từ khác đi Kimasu nhé Iwanai Trên rê sẽ là Iwa và bên dưới sẽ là iwase Seru. Ok, dễ mọi người Đó, thì với nhóm 1 các bạn rất là dễ dàng để áp được luôn theo cái gì nhỉ? Động từ chia thể nai, bị thì là đê đự, còn sai khiến sẽ là xê đự. Ok, rồi, sang bên cạnh à, động từ nhóm 2 thì cũng tương tự như vậy thôi. Vẫn là động từ cho về thể nai đi mọi người nhá. Thế còn, ở bên trên bị động chúng ta có đuôi là đê đự, nhưng mà nhóm 2 sẽ là ra đê đự. Ok, tha bê ra đê đự, tha Tabe bê này, tabedaderu. Ok. Thế còn bên dưới cự nào? Bây giờ sa nhá. Tabe sa Đấy, mọi người cứ chia theo thể nai và cứ nhớ cho mình là gì nhỉ? Trên thì là đê đự và da đê đự, còn dưới sẽ là c đự và xa Ok? Thế còn bây giờ mình đi tiếp nốt sang động từ nhóm 3 nhá. Động từ nhóm 3 này thì cái động từ kimas chúng ta vẫn áp dụng theo thể nai được. Thể nai của kimas là gì nhỉ? Cô ですね. này đi nhé. Thì bây giờ bên trên đê đự là cô da đê đự. Ok? Cô ra đê đự còn bên dưới là gì nhỉ cô này sẽ là gì nhỉ là cô sased cô được, chúng ta vẫn áp dụng được theo cái chia thể phủ định đã nhá. ok thế còn lại một cái loại động từ nhiều nhất trong nhóm 3 chúng ta có à, ví dụ bên kiao nhé, chúng ta có shimas thì bên trên sẽ thành là gì nhỉ nào được. ví dụ như là bên kiao được bên được, sared chỗ này sẽ là được. ok và đi xuống bên dưới sai khiến sẽ là gì nhỉ không phải D nữa mà là là c nhá bên kia xa xe bên kia xa xe được đó thế là toàn bộ các bạn đều có thể ứng dụng chia nó từ từ thể phủ định duy chỉ có nhóm cái gì nhỉ nhóm 3 chúng ta có shimas thì bên trên là xa xe được còn bên dưới là xa xe được đó dễ chưa mọi người dễ không bắt tay cãi ok rồi đi tiếp nhá thì bây giờ sang cái còn lại sau khi mà các bạn đã nhớ xong được bị động và sai khiến rồi thì sang đến bị động sai khiến cực kỳ dễ luôn mọi người ạ thì các bạn tưởng tượng cho mình như thế này nè Bị động sai khiến là ghép giữa bị động và sai khiến Và lúc này các bạn mang cái bị động đấy xuống dưới đuôi câu cho mình nhá Cái đuôi câu của nó sẽ luôn luôn dạng là e, ra đây được Ok chưa nào? Và đằng trước nó cái động từ sẽ là chia ở thể sai khiến Và tất cả các động từ các bạn nhìn lại cái bảng, bảng số 2 á khi mà động từ đã chia sang ở thể sai khiến thì nó đều có cái đuôi câu kết thúc bằng C được phải không nào? Và lúc này các bạn sẽ coi như nó là một cái động từ nhóm 2 chia về dạng thể bị động. Thì động từ nhóm 2 chia dạng bị động các bạn cộng thêm với da đây được. Bây giờ chúng ta sẽ có ví dụ như sau nhá. Nào, kakimas Thể sai khiến sẽ là mas Và thể bị động sai khiến sẽ là kakase dademas. Đó, dễ chưa? Đúng không mọi người? Hay mà imas ne? Imas Iwasemas, Iwase, mas. Iwase mas. Ok chưa nào? Rồi. Và trong nhóm một này sẽ có một cái đặc điểm nhỏ thôi mọi người nhá. Đó là chúng ta hoàn toàn có thể nói ngắn gọn không cần là kakase rademas mà chúng ta có thể nói là gì nhỉ? Kakasaremas. Kakasaremas. Ne. Kakase rademas. Ở cái âm C và âm ra chúng ta bỏ e và chữ đầu đi thì chúng ta còn là sa nhá. Kakasaremas à, uh, thành gì nhỉ? nhé. Tuy nhiên có một loại động từ thuộc nhóm 1 mà nó kết thúc bằng là shimas thì bình thường chúng ta chia thể bị động sai khiến sẽ là gì nhỉ? Hanasase thì riêng cái đoạn này chúng ta sẽ không nói tắt được như giống như những cái đuôi như là imas, kimas vân vân nhá. hay, Đó thì riêng nhóm 1 nó là như vậy nhá. Thực ra chia vẫn rất là đơn giản, nó chẳng qua nó khó hơn một chút đó là gì nhỉ? Về về cái sự những cái trường hợp mà nó nói được tắt này và một cái nhỏ đó là shimas kết thúc mà của nhóm 1 là như vậy thì chúng ta sẽ không nói tắt được như vậy thôi nhá. Ok các bạn, làm rõ chỗ này là xong đấy mọi người ạ. À. Còn lại nhóm 2, nhóm 3 thì có gì đâu, đúng không nào? Nhóm 2, nhóm 3 ví dụ

thế thôi mọi người ơi đấy nên là cái khó nhất với nhiều bạn trong cái phần ba thể động từ này đó là thể về cách chia đúng không thì hy vọng là một chút review cũng như là một chút về mẹo nhớ cho các bạn như vậy thì các bạn đã yên tâm rồi nhá bây giờ luyện tập thêm thật nhiều những cái động từ khác cho mình thôi ok hãy rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào thể bị động đầu tiên nhá đây sẽ một cách chia mà các bạn thấy cực kỳ là sáng tỏ luôn mọi người ơi mình sẽ chia cái phần về thể bị động này thành hai phần phần một đó là trong trường hợp chủ ngữ đó là người còn thứ hai đó là trường hợp chủ ngữ không phải là người nhé mọi người nhá và trong trường hợp là chủ ngữ là người thì chúng ta sẽ có ba cách dùng các bạn nhớ chưa mọi người nốt vào luôn nhá thế còn trong trường hợp là chủ ngữ không phải là người thì sẽ có hai cách dùng được chưa nào cách sử dụng đầu tiên đó là khi mà cái chủ ngữ đấy nó chịu tác động trực tiếp cái hành động đó từ cái người đối phương ở trên nào ví dụ như là giáo viên khen bạn thanh chẳng hạn đúng không sen seva thanh sàng o homemashita ok chưa nào thì sẽ là cái hành động khen là tác động trực tiếp đến bạn thanh là thanh sàng o homemashita thế thì bây giờ như sau chuyển sang câu bị động sẽ là gì nhỉ bạn thanh được giáo viên khen chúng ta sẽ chuyển cái gì đấy thanh sàng o sẽ thành là thanh sàng wa được chưa nào và cái người người khen là cô giáo đúng không bây giờ sẽ chuyển thành là sensei ni hôm nay đã được chưa nào thanh sang và sensei ni hôm nay ok chưa đó và ngược lại với hôm chúng ta có skadimas chẳng hạn bây giờ ví dụ như là bị tôi bị tên trổ mắng đúng không nào bình thường sẽ là gì nhỉ tên trổ và Eh, watashi o shikarimashita ne. Thì bây giờ sẽ chuyển thành là gì nhỉ? Watashi wa Ni ok chưa? Đó nhá Thì lúc này là cái chủ thể Là người chịu cái tác động Trực tiếp từ đối phương Và các bạn cứ nhớ là Cái người mà tạo ra cái tác động đấy Thì chúng ta cho đắng đằng trước Trợ từ nhị Và trong trường hợp này các bạn lưu ý cho mình Chúng ta có thể có hai cách dịch Một là bị, hai là được Như vậy tương ứng với cái điều rằng là Cái trường hợp này các bạn có thể sử dụng cho cả nghĩa tích cực Lẫn cả nghĩa tiêu cực đều ok nha OK. Tiếp theo sang trường hợp số 2 các bạn hãy hình dung như sau. Bây giờ cái chủ ngữ vẫn là người, vẫn là mình, đúng không nào? Vẫn là người đi. OK. Thì bây giờ cái mà bị chịu tác động trực tiếp từ cái đối phương ấy nó sẽ là một bộ phận hoặc là một thứ mà thuộc sở hữu của cái người đó. Ví dụ như là bây giờ cô Thanh có đôi chân đúng không? Thế bây giờ gì nhỉ? Ai đó đã dẫm vào chân tôi, được chưa nào? Đã cờ và Fumimasta Đấy là thể chủ động đúng không nào? Ai đó đã dẫm vào chân tôi Thì bây giờ nếu như mà theo kiểu tiếng Việt ấy Sẽ là gì nhỉ? Chân của tôi bị ai đó dẫm vào Nhưng mà không không mọi người ơi Trong tiếng Nhật Cái chủ thể khi mà chuyển sang câu bị động Vẫn sẽ là <laughs> Watashi wa Nhá <Yeah. cười> Watashi wa Được chưa nào? để cả ni Bị ai đó dẫm vào Sẽ lại đứng trước nhị Và bây giờ Tiếp theo này <laughs> Asio fumaremashita Asio fumaremashita nên là các bạn nhìn nhá, từ một câu chủ động chuyển sang câu bị động, cái chủ ngữ sẽ vẫn là cái người sở hữu cái bộ phận mà bị chịu tác động. Được chưa nào? Watashi wa dareka ni ashi Ok chưa? Thế bây giờ không phải là một bộ phận thuộc cái người đó nữa mà một thứ mà thuộc sở hữu của mình đi. Ví dụ như là haha wa no game wo Thế là, Mẹ vứt cái trò chơi đúng không của của em trai thì chúng ta cũng không dịch là gì nhỉ? À, ô tô no game wa haha ni sterademashita đâu mọi người ơi. Mà các bạn hãy nhớ rằng là gì nhỉ? Chủ ngữ là ai? Chủ ngữ là là em trai đúng không? ô wa eh haha ni game o sterademashita. Đó nhá. Thì mọi người hãy nhớ rằng đó là trong trường hợp như thế này thì cái chủ ngữ vẫn luôn luôn là mình. Còn lại cái vật cái thứ mà thuộc sở hữu của mình mà bị chịu tác động đấy chúng ta vẫn dùng nó theo cái trợ từ ố kèm với cái động từ kia nhá vậy thì trong cái cách dùng này thì các bạn để cho mình nhá nó sẽ thường chỉ dùng cho những cái nghĩa tiêu cực cho mọi người ạ tức là những cái mà khi mà mình bị làm như vậy mình cảm thấy không hài lòng không thích Vậy còn nếu mà là cái trường hợp mà mà cảm thấy thích Mà mà cảm thấy tích cực thì các bạn sẽ dùng cái gì? Các bạn hãy dùng cho mình đó là Te hoặc là te kure cho mình nhá Ví dụ như sau này Sensei wa watashi no to mimashita là à giáo viên đã xem cái 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 bài um, bài báo cáo của tôi đúng không thì về bản chất cái câu văn này cũng là kiểu như là gì nhỉ à cái bản báo cáo của tôi được giáo viên xem nhưng mà mình sẽ không dùng là gì nhỉ à bởi vì các bạn nhớ là trong trường hợp này nó sẽ chỉ dùng cho trường hợp tiêu cực thôi chúng ta đổi sang để cũng là thể hiện cái sự cảm kích của mình với giáo viên các bạn dùng linh động cho mình cái mẫu rằng là gì nhỉ temoraimasu ví dụ như là watashi wa sensei ni mite moraimashita Ok chưa? Đó. Hoặc là một ví dụ khác đó là gì nhỉ? Iroiro na Thì bây giờ là gì nhỉ? À, tôi được dạy nhiều ngôn ngữ đúng không? Thì chúng ta cũng không dùng là gì nhỉ? Oshie raremashita mà là gì nhỉ? Oshiete moraimashita. Mọi người nhớ nhá, đó là trong cách dùng mà mà thể hiện cái sự tích cực những cái điều ứdeshi của tổ các bạn đừng dùng thể bị động như thế kia nữa mà hãy dùng vào gì nhỉ? Te mô và te kuremasu nhé, te kureru. Ok, đó là cách dùng số 2 trong trường hợp chủ ngữ mà mà là người nhá. Thế còn trường hợp số 3, bây giờ mình sẽ đi từ ví dụ để cho các bạn thử đoán xem nó là cách sử dụng như thế nào nhá. Bây giờ ví dụ như này. Watashi wa ame ni furaremashita. Watashi wa ani ni saki ni toire ni hairaremashita. <laughs> Hoặc là một ví dụ nữa đi, khó hơn một tí nhé. <laughs> ừ, thì các bạn thấy là trong trường hợp này chúng ta đều dùng là gì đấy nhở? Là thể bị động hết. Và các bạn nhìn cho mình từng ví dụ một nhá. Tôi bị trời mưa đúng không? Tôi gọi là tôi bị dính mưa đấy. Được chưa nào? Là mưa rơi và nó gây ảnh hưởng đến tôi. Khó chịu không? Khó chịu đúng không? Hay là vừa nãy có ví dụ gì nhỉ? À, tôi bị thằng anh nó nó vào trong toilet trước Bây giờ mình muốn đi toilet đúng không? Nhưng mà bị ông anh, ông ấy vào toilet trước rồi Ừ, hay là gì nhỉ? Là à, tôi đi uống cà phê đúng không? Thế là gì nhỉ? À, ở bên cái bàn cạnh đúng không? Có một người người ta hút thuốc lá và Nó gây khó chịu cho mình Thế nào? hoặc là cái ví dụ cuối cùng ấy cái điều mà tôi cảm thấy rất là mệt mỏi rất là phiền ở đây đó là gì nhỉ đó là à, đôi khi khách nó ngủ lại thì bây giờ ví dụ mình là một nhân viên cửa hàng đúng không thế là khách đến uh, ở có mini đi khách khách đến đấy ăn uống xong rồi cứ nằm ngủ luôn ở đấy hoặc là ở cái cà phê đấy đó thì các bạn để ý nhá hành động mưa rơi này à, hành động em trai nó vào toilet trước này hay là hành động như là gì nhỉ cái ông bên cạnh ông ấy hút thuốc lá này hay là hành động là ông khách ông ấy ông ấy gì nhỉ ông ấy um, ông ấy ngủ lại ấy, gây phiền phức cho tôi đúng không? Tất cả những hành động này nó khác với cái trường hợp 1, 2 của chúng ta. Đây đều là những hành động mà không phải chủ đích của cái chủ thể đấy nhắm tới mình. Đúng không nào mọi người? Nhưng mà nó vẫn gây phiền hà, vẫn gây khó chịu cho mình. Thì trong trường hợp này các bạn vẫn có thể dùng thể bị động như vậy và đa số trong các trường hợp này đều là gì nhỉ? Chủ thể đều là là mình mọi người nhá. Ok chưa? Đấy, thì nó sẽ là cách số 3 đó là trong trường hợp mà bản thân của mình bị cảm thấy phiền hà, bị cảm thấy khó chịu bởi một hành động của một chủ thể khác, dù là cái chủ thể đấy không gì nhỉ, cố ý gây cái hành động đấy cho cho mình nhá. Nghe nó có vẻ hơi vòng vèo nhưng mà mình hy vọng rằng các bạn từ những cái ví dụ như vậy các bạn cũng có thể cảm nhận được cái cái nuance, cái sắc thái trong câu văn của mình nhá ok chưa đó là ba cách sử dụng mà mình chia trong trường hợp chủ ngữ của câu bị động nó là là người và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang trường hợp nếu mà chủ ngữ không phải là người thì chỗ này sẽ có hai lưu ý mọi người nhé ok hai lưu ý thôi và các bạn cùng nhau nhìn cho mình nhá cái đầu tiên sẽ là khi mà các bạn nói về một sự thật khách quan nào đó và đặc biệt là trong văn viết trong cách hành văn của người Nhật người ta rất là thích sử dụng cái cách nói bị động để nói về một cái sự thật khách quan nào đó. Ví dụ như là gì nhỉ? Ai wa sekaijuu no hito ni đó là gì nhỉ? iPhone nó được sử dụng bởi tất cả mọi người trên thế giới à chỗ này nói về một sự thật khách quan đúng không trong cái cách hành văn của nhật khi mà nói về một sự thật khách quan thì thay vì nói cái theo kiểu chủ động là gì nhỉ à mọi người trên thế giới đều sử dụng iphone thì họ thích nói theo kiểu là gì nhỉ à ờ ừ, là iphone wa sekai no ni tsukawarete imasu ok chưa và lúc này à là cái chủ thể mà thực hiện hành động đấy chúng ta vẫn dùng là gì nhỉ sau đi sau trợ tứ nhị cho mình nhá và trong phần này thì sẽ có hai lưu ý nhỏ về cái trợ từ nữa mọi người nhá bởi vì là chúng ta ngoài cái cách sử dụng trợ từ nhị thì trong hai trường hợp sau các bạn có thể dùng những cái trợ từ khác ví dụ như thế này này à cái tác phẩm này được viết bởi ai bởi gì nhỉ? Bởi một nhà văn rất là nổi tiếng bên Nhật đó là gì nhỉ? Murakami nhé. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ thay vì dùng nhị các bạn dùng cho mình là niyotte thì trong những cái câu mà cái chủ thể nó có thể ví dụ như là một tác phẩm hay một cái công trình kiến trúc và nó đi theo những cái động từ mà cũng kiểu tạo ra ấy mọi người như là kakimas này, tsukurimas này, tatemas này, thì các bạn sẽ dùng cho mình với cái gọi là cái trợ từ là gì nhỉ? niyotte nhá, được tạo ra bởi thế nào thế nào đó Ok, thế còn một cái lưu ý số 2 về trợ từ Trong trường hợp nếu nó là một cái nguyên liệu hay là một cái chất liệu để tạo ra cái vật đấy Thì các bạn sẽ dùng cho mình một là với nguyên liệu sẽ là với kara mọi người nhá Còn hai với chất liệu thì các bạn có thể dùng là de Ví dụ như thế này này Rượu nhật thì được làm từ làm từ gạo À, thì gạo nó là một cái nguyên liệu Còn trong trường hợp là chất liệu thì các bạn sẽ dùng để cho mình nhá Ví dụ như là Ok chưa nào? Đó thì là cái cách sử dụng đầu tiên trong trường hợp chủ ngữ không phải là một, một người thì các bạn nhớ cho mình như vậy, những cái lưu ý rất là nhỏ về cái trợ từ đi kèm mọi người nhá. thế còn cái trường hợp số 2, trong trường hợp khi mà cái chủ thể đó chúng ta không biết được rằng là ai chính xác là người tạo ra nó thì ví dụ như thế này này. Tokyo Skytree wa 2012 Thì là cái tháp à Tokyo uh, Sky Tree đúng không? Thì nó được tạo ra vào, được xây dựng vào năm 2012 Thì lúc này các bạn thấy rằng là gì nhỉ? À, chủ thể nó là gì nhỉ? Cái tháp Tokyo đấy Và chúng ta không biết được rõ chính xác là Cụ thể là người nào, người nào Thì các bạn cứ nói một cái câu đơn giản như vậy Để nói về cái sự thật đấy Được chưa nào? Và chúng ta khuyết cái chủ thể đấy đi Là ok rồi Nhá Hay thêm một cái ví dụ khác cho nó đa dạng hơn nhá Tokyo Olympic 1964 ni <laughs> đó là cái cái gì nhở Cái um, uh, Olympic Tokyo lần đầu tiên thì được tổ chức vào à uh, năm 1964 các bạn đưa ra một cái sự thật như vậy và chúng ta không biết rõ chính xác cụ thể người nào, ông nào, chủ thể nào tạo ra cái đó thì chúng ta cứ dùng chung chung như vậy thôi nhá. Hay đó là cách sử dụng đầu tiên về thể bị động. Mọi người có hiểu bài không? Ừ, rất là rõ, rất là kỹ như vậy rồi nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang thể sai khiến nhé mọi người nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau bước sang phần thể sai khiến mọi người nhá Trong phần này mình sẽ chia làm 4 phần để các bạn dễ theo dõi này Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi ngay ở phần đầu tiên Phần đầu tiên trong cách sử dụng này mình tóm gọn bằng một chữ đó là kêu Nghĩa là ép buộc Một ai đó ở một cái vị trí cao hơn Bắt hoặc là ép hoặc là ra lệnh cho một người ở vị trí thấp hơn Làm một hành động gì đó Nhá. Và trong cái phần này sẽ có một cái lưu ý nhỏ mà các bạn cần phải để tâm đó là những cái khái niệm liên quan đến tự động từ và tha động từ cho mình nhá Bởi vì sao? Bởi vì tùy vào nó là tự động từ hay tha động từ thì cái cấu trúc Câu nó sẽ hơi khác nhau một xíu Và bây giờ các bạn sẽ quan sát cho mình như sau nhá. Trường hợp một ví dụ với cả tự động từ đi Sensei wa gakusei o hashirasemashita Là thầy giáo bắt học sinh chạy Được chưa nào? Rồi, thế còn ví dụ số 2 với tha động từ Mọi người nhìn cho mình nhá Haha <laughs> wa anh ấy piano nà ra là mẹ bắt bắt gì nhỉ bắt anh trai đúng không học học piano thế bây các bạn quan sát thử cho mình xem là trong hai cái này nó khác gì nhau nhỉ trong câu mà với tự động từ là hasidimas thì các bạn sẽ là gì nhỉ à cái hành động bắt chạy đấy mình tác động trực tiếp vào vào học sinh đúng không nào thì học sinh lúc này sẽ đi kèm theo trợ từ là trợ từ o. Được trên nào? Đó nhá Cái người mà chịu tác động trực tiếp của cái sự ra lệnh, sự bắt đấy sẽ là ô Thế còn câu với tha động từ thì các bạn thấy là Cái người mà, người mà phải làm cái hành động bị, hành hành động bắt đấy thì Nó đi với trợ từ gì nhỉ mọi người nhỉ? Trợ từ gì đấy? Trợ từ nhĩ đúng không nào? Bởi vì sao? Bởi vì ố oh, nó sẽ phải nhường lại cho cho một cái gọi là gì nhỉ? Một cái tân ngữ đúng không? Tân ngữ đi theo cái động từ naraimas. Học piano, piano naraimas. Thì bây giờ cái người mà mà phải làm đấy sẽ là nhị. Được chưa mọi người? Ấy? Thì đó là một cái lưu ý nhỏ liên quan đến tự động từ và thạo từ. Bởi vì nó sẽ làm phân hóa cái gì nhỉ? Cái trợ từ mà sẽ đi kèm với cái chủ thể phải thực hiện cái hành động bắt đấy nhá yeah. ok chưa tuy nhiên có một cái lưu ý nhỏ trong phần từ động từ mọi người ơi đó là à, trong tiếng Nhật thì nó có một cái cách sử dụng đó là với những cái động từ mang tính chuyển động thì khi mà mình thể hiện rõ ràng là nó chuyển động ở đâu đó thì chúng ta sẽ có cái công thức là gì nhỉ? À là địa điểm cộng với ô cộng với hasidimas chẳng hạn, cái động từ chuyển động đấy. Thì lúc này trong cái câu sai khiến thì các bạn để lại cho mình nhá. Đó là gì nhỉ? Sensei wa gakusei ni koen o hashirasemashita À thì lúc này cái ố mà vừa nãy mình nhét cho gạc C ấy, Mình sẽ nhường lại cho cô ấy ố Và còn lại cái gì nhỉ? Cái gạc C thì sẽ chuyển thành lá nhị Được chưa nào mọi người? Ok, đây là cách dùng đầu tiên nhá Mang tính ép buộc, mang tính bắt buộc, mang tính ra lệnh Ok Cách sử dụng số 2 thì giống như vừa nãy mình cũng sẽ bó gọn lại trong một từ đó là từ cho ca là cho phép Là một người nào đó cho phép cái người còn lại làm cái việc gì đó nhá Bên trên là ép buộc bắt bây là cho phép thế thì lúc này mình mình sẽ không dịch là bắt nữa mà mình sẽ dịch là cho cho làm cái gì đó và lúc này các bạn cũng lưu ý chia theo tự động từ và thạo từ cho mình nhá chị chiều ạ anh yêu điêu các cửa là bố cho phép anh trai tôi đi du học nhá thì sẽ là gì nhỉ à cho phép cho phép cái thằng đấy đúng không thằng con đấy đúng không cái đối tượng mà được cho phép đấy sẽ là gì nhỉ ô oh, nào anh yêu điêu các cửa ok chưa thế còn trường hợp ví dụ với thạm từ nhá ha ha và ta ý nữa à bây giờ mình nuôi chó đúng không thạm từ ờ ý nữa nuôi chó thì bây giờ là mẹ cho phép tôi nuôi chó thì cái chữ ố oh, vừa nãy mình phải nhường cho con chó rồi <laughs> <Đúng> không Nghe <nào? cười> cái chữ ố oh, vừa nãy mình không dành được nữa mình phải nhường cho con chó rồi thì bây giờ cái người mà được cho phép đấy thì mình sẽ lại giống như cái trường hợp số 1 thôi là gì nhỉ? Là nhị nhá. ha wa watashi ni inu o kawasemashita. Ok. Hay đó là cách sử dụng số 2 mang ý nghĩa cho phép và chúng ta dịch là cho nhá. Cách dùng số 3 thì về mặt lý thuyết mình có thể diễn giải đó là gì nhỉ? Mình khiến cho ai đó bộc phát một cái cảm xúc gì đó, ví dụ như là khiến cho ai đó khóc, khiến cho ai đó cười, khiến cho ai đó buồn chẳng hạn. Đó, thì lúc này mình sẽ bó gọn lại nó trong một cái từ tiếng Nhật từ yêu hạt sự là kích thích, kích thích một cái cảm xúc gì đó. Và trường hợp này các bạn có thể dùng được cả nghĩa tích cực lẫn cả nghĩa tiêu cực nhá, khiến cho ai đó cười này, đúng không nào? Khiến cho ai đó khóc này. Ok. Thế thì một cái ví dụ để cho các bạn dễ hình dung nhá ví dụ như là là gì nhở à bạn thanh người việt nam ấy bạn rất là hay nói đùa đấy thế nên là bạn ý hay khiến cho mọi người cười vui vẻ thì lúc này nhớ nhá khiến cho ai đó cái đối tượng mà mình bật cái cảm xúc của người ta lên chúng ta gì nhỉ? dùng là ô minno wadawasete nhé ok chưa đó là cách dùng số 3 của thể sai khiến và chúng ta đi đến cách dùng cuối cùng nhá, số 4 nhá. Cái cách dùng số 4 của thể sai khiến thì thực ra nó không hẳn là một cái sự phân biệt về mặt ngữ nghĩa như là ba cái phương án bên trên, ví dụ như là vừa nãy là gì nhỉ? ép buộc này, cho phép hay là gì nhỉ? À, kích thích cảm xúc đúng không? Mà thực tế thì cái cách dùng số 4 này nó gần như là mình mở ngoặc thêm cho các bạn về những ứng dụng thường thấy của thể sai khiến nhớ mọi người nhá và nó khi mà nó kết hợp với những cái mẫu câu mà các bạn đã gặp rất là nhiều rồi đó là gì nhỉ? VT ageru, VT morau hay là VT kureru được nhá. Ví dụ như thế này này. Ví dụ khi kết hợp với VT agemas thì vẫn là cho phép làm gì nhưng mà mình 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 đi kèm với cái từ agemas thôi. Các bạn vẫn dùng được nhá. Đó là gì nhỉ? Ví dụ ototo ni watashi ga katta game o yarasete agemashita tôi cho thằng em tôi nó chơi đồ chơi game của tôi mua đúng không? Nhưng mà các bạn vẫn hoàn toàn có thể kết hợp thể sai khiến này cộng với cả VT Agemas được như bình thường luôn nhá. Yarasete Agemas, nhé, Yarasete Ageru. Ok chưa? Hoặc thể sai khiến kết hợp với cả VT Morau, VT được. thì lúc này nó mang ý nghĩa là được cho phép làm gì đó đúng không? Các bạn chắc là đến bây giờ đã quá quen thuộc với cả VT Morau, VT Kureru đúng không nào? Thế bây giờ mình đặt cho các bạn ví dụ cho các bạn dễ hình dung nhá. Watashi wa inu kawasete moraimashita nhé là gì nhỉ tôi được ai đó cho phép thì không biết đúng không nhưng mà tôi là tôi được cho phép nuôi chó chẳng hạn đó thì à, khi mà dùng với temorau như thế này thì nó thể hiện cái sự biết ơn cảm kích của mình với cái người mà cho phép mình làm cái kia nhá. hoặc là không biết là các bạn có quen với cái cách nói là sasete itadakimasu không nhỉ? Ờ là tôi xin phép được làm cái gì đó là một cách nói mà khiêm nhường ngữ đúng không nào? Tôi xin phép là gì đây? Ví dụ astanojuke de hapio sasete itarakimas Tôi xin phép là ngày mai sẽ phát biểu ở trong giờ học nhá. hãy Rồi và cuối cùng thì cũng là một cái ứng dụng rất là quen thuộc của thể sai khiến trong những cái câu mà xin phép ai đó cho phép mình làm gì. Ờ sẽ là gì nhỉ? Sasete kudasai sẽ để mượn ra em xem ca, cho cái cái câu mà à, muốn dùng để xin phép ai đó cho phép mình làm gì đó thì đó là bốn phần nhỏ trong à, thể sai khiến mọi người nhá một đó là bắt hay là ra lệnh ai đó làm gì hai là cho phép ai đó làm gì, ba là khiến ai đó thế nào đó, một cái cảm xúc gì đó bộc phát đúng không? Và bốn, mình đưa luôn cho các bạn những ứng dụng thường thấy của sacerdote thể sai khiến đi với những cái mẫu câu là VT agedu, VT đau và VT credere. Ok, quá kỹ phải không mọi người? Đúng không? Rồi thì bây giờ đi nốt sang thể bị động sai khiến nhá. Ok, mọi người mệt chưa? Thực ra mình cũng mệt rồi mọi người ạ <laughs> Nhưng mà chúng ta đi cố nốt nha mọi người nha Cùng nhau ăn ủi để đi cố nốt đến gì nhỉ? Đến cuối clip nhá Đừng có bỏ nha mọi người nha, không phí nhá Ờ, Chúng ta dành ra một tí thời gian Một tiếng đúng không? 40 phút một tiếng ngồi ngẫm nghĩ clip này Sau các bạn thấy thoải mái, tự tin luôn với ba thể này Còn gì bằng? Nhưng mà cái cuối cùng tin vui của các bạn là nó rất là dễ mọi người ạ Chỉ có hai cái lưu ý thôi <laughs> Không phải nhiều nhiều như cái vừa nãy nữa nhá Thể bị động sai khiến thì các bạn cứ nhớ lại cho mình Đó là gì nhỉ? Ghép giữa bị động và sai khiến và trong cái trường hợp này, đa phần là nó sẽ chỉ dùng cho những cái ý nghĩa mà mang tính chất là tiêu cực hơn mọi người nhá. Với cách sử dụng đầu tiên thì nó sẽ mang ý nghĩa là ép buộc là mình bị ai đó bắt làm cái gì đó nhá. Nhớ chưa? Mình bị ai đó bắt các bạn thấy ghép của hai cái chưa? Bị ai đó bắt thì tức là gì nhỉ? Bị bắt, đó là bị động sai kiến cho mọi người nhá. Đó thì trong cái cách gọi là cái cấu trúc câu văn của cái trường hợp này thì nó ăn theo thể bị động mọi người ạ Nên là mình sẽ để luôn trên màn hình cho các bạn Cái cấu trúc câu văn trợ uh, từ nó ra làm sao biến đổi như nào luôn mọi người nhá Đi theo hai vế, đó là hai dạng đi Là gì nhỉ? Tự động từ và tha động từ Bây giờ mình đi vào ví dụ nhá Ví dụ với tự động từ nhá Thì cái câu câu chủ động của nó sẽ là gì nhỉ? Gakusei <gà> wa hashirimashita Ok chưa? Thế câu sai khiến của nó là gì nhỉ? Sensei wa gakusei Giáo viên bắt học sinh chạy. Thế bây giờ ngược lại này. Học sinh bị giáo viên bắt chạy thì sẽ là chủ thể sẽ là gì nhỉ? Gakusei wa sensei ni và động từ chia về thể sai khiến bị động nào? Bị động sai khiến là hashirase raremashita. Hoặc nói ngắn gọn sẽ là hashira saremashita. Ok chưa? Lại một lần này. Gakusei wa sensei ni hashirase raremashita hoặc là hashira Ok, vậy là tự động từ nhá à, Khi cái cái người mà mình bắt mình đấy Chúng ta vẫn ném về thành là nhị cho mình nhá Với thạo từ thì bây giờ từ câu chủ động sẽ là gì nhỉ? Anh như piano naraimashita Anh trai tôi học học đàn piano thế bây giờ thể sai khiến là gì nhỉ mẹ bắt anh trai tôi học đàn đi ha ha vợ anh piano nara ok thế bây giờ câu bị động sai khiến này anh trai tôi bị mẹ bắt học đàn piano. Ani wa haha ni piano narawase hay là narawasaremashita. Ok chưa nào? Thì đó là cách sử dụng đầu tiên các bạn cứ lưu ý trong trường hợp này là cái chủ thể mà bắt mình làm cái đấy thì các bạn cứ nhớ là nhét hết thánh nhị đứng trước cho tôi nhị cho mình nhá. Còn lại chỗ này chúng ta luyện thật là nhiều để mà gì nhỉ? đọc cho nó quen cái cách chia động từ khi mà chia sang thể nó hơi bị dài dài một chút đúng không? Ok và cách sử dụng còn lại của thể sai khiến đó là mình bị ai đó khiến cho mình thế nào đó. Thì chỗ này nó sẽ ăn theo cách sử dụng về nghĩa đó là gì nhỉ? mình bị ai đó gọi là kích thích một cái cảm xúc gì đó nhá. Thì các bạn có nhớ trong cái cách sử dụng về thể sai khiến thì chúng ta có thể dịch một cái câu như sau nhá. Các bạn thử dịch cho mình nhá. Đó là uh, anh trai tôi thì rất là hay khiến cho mẹ bật khóc chẳng hạn đúng không? Khiến cho mẹ phải khóc. Ani wa kakawu yoku nakasemasu. Thì bây giờ mình chuyển cái chủ thể câu văn sẽ là mẹ. Mẹ tôi thường hay bị ông anh đúng không? Làm cho phải khóc. Sẽ là gì nhỉ? Kakawu và bây giờ là bị sẽ là gì nhỉ? Ngị nhá. Ani ni yoku nakasarimasu. ね, nakasarimasu hoặc là một ví dụ khác cái chủ thể khiến cho mình bật khóc ấy nó không phải là người mà cũng có thể là một vật đi ví dụ như sau này. Tôi bị bộ phim này khiến cho mình bật khóc nghe nó hơi kỳ kỳ nhưng mà thực ra trong tiếng Việt mình có thể dịch ngược lại gì nhỉ à bộ phim này khiến tôi bật khóc đúng không nào nhưng mà trong cái câu mà chủ thể là mình thì các bạn gọi là dịch quất by quất cho mình kiểu gì nhỉ à tôi bị bộ phim này khiến cho mình bật khóc nha ok cho mọi người đó là hết thể bị động sai khiến rồi mọi người ơi yeah! Ôi. mừng quá mọi người ạ à. ok như vậy là các bạn đã cùng với mình đi hết uh, những cái thứ nhất là về tổng quan về cách chia này thứ hai là về những cái cách sử dụng của ba thể này rồi mọi người ơi và ở cuối clip như đã hứa thì mình sẽ gửi lại cho các bạn một phần bài tập đây là một cái đoạn văn và trong trường hợp này những cái chỗ mà cần phải điền thể bị động thể sai khiến hay bị động sai khiến mình đã để cho các bạn chọn phương án thì cái phần này các bạn hãy thử làm cho mình nhá dừng màn hình lại thử làm rồi mình sẽ để hiện ngay đáp án ở đằng sau cũng như kèm giải thích luôn Và các bạn nhớ làm xong rồi nhớ comment xuống bên dưới là hôm nay em làm đúng hết bao nhiêu nhá Thì mình tin chắc rằng là các bạn làm xong cái bài tập ứng dụng này Thì đảm bảo mọi người sẽ không còn gọi là thắc mắc gì về ba thế này luôn đó mọi người ạ Nhớ phải làm xong rồi nhá, hứa phải làm xong rồi nhá Ok, à, một clip khá là dài Cũng theo phong cách như thường lệ của cô Thành lúc nào cũng làm dài Nhưng mà hy vọng rằng là một clip mà được đầu tư tâm huyết và chỉn chu như thế này Thì có thể giúp cho các bạn định hình lại được chính xác về ba thể động từ mà mình nghĩ rằng là khó nhất trong những thể động từ từ ở tiếng Nhật nhá. Và ok, cuối cuối buổi rồi mình cũng không biết nói gì nữa đâu. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi Dũng Mô đi và các bạn um, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nhá. <laughs> bye bye mọi người.